Hello xin chào cả nhà nhé Hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái tính năng Macro trên cái con tay cầm dâu Sale Outlet Mini này ở trên cái hệ điều hành Android nhé Ở đây em đang combo cái con Zata mọi người nha Combo con con Zata này nó cũng khá là dễ trên cái con tay cầm nữa Macro này cả nhà nhảy cái nút này em combo cho mọi người xem nha Đây mọi người nhìn này Đây combo tầm, tầm bay rất là xa mọi người nhé Đó ok chưa đó, một mạng luôn mọi người nhé Rất là đơn giản trên cái con tay cầm này thôi Mọi người chỉ cần ấn nút này thôi là nó sẽ tự động nó combo Theo cái macro mà chúng ta đã lập trình cho nó từ sẵn đấy Mọi người đợi một chút nhá Ở đây em sẽ hồi chiêu và em sẽ combo lại cho mọi người nhé Con văn heo này này Đó nó lên này Lên rồi đúng không? Rồi combo này Một phát này, hai phát này, ba phát này Ok chưa? Ăn choáng, ăn choáng mọi người ạ Ok nhá rồi hết choáng cái là combo phát là ok luôn mọi người nhá rồi ok em sẽ đi vào hướng dẫn mọi người nha em sẽ tắt ai này tắt đi này ok nhá đầu tiên thì để combo cái này mọi người sẽ tạo cho em một cái gọi là phím nhé tạo cho em một cái phím ở đây em để cái phím số 1 đúng không cả nhà có thể chọn phím số 2 phím số 3 tùy nhà ở đây nó có rất nhiều nha ví dụ ở đây em chọn cái ô số 2 đúng không em để vị trí này chẳng hạn đúng không ok chưa rồi các anh kích đúp vào đây cho em nhé đó kích đúp vào đây và chọn cho em cái Macro này đó ok chưa và ở đây các anh nên chọn cho em là nhấn để giữ để nắp lại vòng quay nhé hoặc là nhả ra để kích hoạt này cái này để nhấn để kích hoạt này nó sẽ có ba cái nha các anh có thể tùy chọn nhé ở đây em để nhấn giữ để kích hoạt đi ok chưa rồi các anh ấn cho em chỉnh sửa này đó ở đây nó sẽ có ô số 1 này ô số 1 này đúng không ví dụ số 1 em muốn là bắt đầu nó sử dụng cái chiêu hai trước đúng không thì cái con này sử dụng chiêu hai trước này đó thì em kích vào đây này thì uh, nó sẽ liên kết với cái nút di chuyển ấy thì cái nút di chuyển này nó sẽ di chuyển đi hướng nào thì là cái skill nó sẽ đánh theo hướng đó nha đó ví dụ các anh hướng theo hướng này thì cái skill nó sẽ vuốt theo cái hướng chiều ngang này của cái nút joystick này này đó ok chưa thì các anh có thể uh, sửa cái liên kết uh, di chuyển này để ok nhá để cho nó gọi là ok nhất nhé Đây em chọn cái liên kết uh, di chuyển nhá các anh có thể nhìn thấy nhá thời gian để mặc định thôi rồi tiếp theo khi nó sử dụng xong thì em sẽ bắt đầu cho nó anti này anti thì thì em cũng uh, chọn cho nó liên kết nhá, đó các anh chọn cho em liên kết nhé rồi ok, là khi uh, liên kết xong đúng không em sẽ cho nó đánh thường nhé, đánh thường một cái đúng không? đánh thường thì không cần phải vuốt theo cái joystick nữa, rồi tiếp theo là khi đánh thường xong thì nó lại sử dụng tiếp cái skin một nhá, đó skin một thì em lại để liên kết nhé, ok khi sử dụng xong cái skin một thì nó lại đánh thường thêm một phát nữa nhá, rồi tiếp theo nó sẽ lại sử dụng anti nhé, đó anti thì uh, em sẽ lại liên kết về vùng di chuyển nhá ok chưa các anh có thể điều chỉnh cái thời gian sao cho hợp lý nhất tích vào đây này có thời gian này đó ok chưa là thời gian và bán kính hoạt động này ok nhá rồi tiếp theo nó sẽ lại đánh thường thêm một phát nữa nhá đó ok nhá xong thì các anh chỉ cần lưu lại thôi và mở lên lưu lại nhá đặt tên cho nó gì cũng được ra hoặc là lưu lại thôi là ok nhá rồi ở đây em sẽ bật ai lên và em sẽ test thử cho mọi người xem nhá đó xem nó hoạt động như nào nhá đây cái nút này nhá nút này là, em mát từ trước này rồi em sẽ ẩn cái nút này cho mọi người xem nhá. đó con văn heo đi lên trụ này đúng không em sẽ muốn lên cho mọi người xem này đó rồi ok chưa đó mọi người chưa macro rất là đơn giản nhé đó mọi người có thể dựa vào cái macro đây để chúng ta có thể nghiên cứu và tạo ra những cái combo skill sao cho nó phù hợp và chơi game ok nhất dành cho mỗi người nhé nếu mà ở đây canh để cái nút này ở đây nó nỗi nó kiểu không bấm được vào cái nút ở cộng đồ thì các anh hãy kéo đi vị trí khác nha kéo làm sao cái vị trí cho canh cảm giác nó dễ bấm nhất mọi người nhé ok chưa ok các anh nhá. tiếp theo hoàng sẽ hướng dẫn mọi người cái tính năng bán đồ nhanh mọi người nhé đó mọi người có thể nhìn thấy đây bán đồ và mua đồ nhanh ấy. ví dụ em bán cái nút này đúng không em soạn cái đồ này này ví dụ em soạn cái đồ này đi đó ok cho soạn cái đồ này này em bán một nút thôi sẽ tự động mua đồ và bán đồ nhanh nhá đó ok chưa rất là nhanh đúng không ví dụ cái đồ này chẳng hạn này ăn mua nút nữa này đó ok chưa thì cái này em có hướng dẫn rồi ấy, thì em, hôm nay em hoàng uh, tranh thủ em hoàng hướng dẫn lại cho mọi người nhé đó đây em để cái phím f 1 này mọi người có thể để một cái phím nào bất kỳ f 1 hoặc là uh, l 1 này l 1 hoặc l 2 nhé l 1 hoặc l 2 tùy nha đó hoặc là các anh có thể um, dùng một cái phím để chúng ta chặn vào màn hình như là cái ô số 1, ô số 2 và ô số 3 này ví dụ em để là ô số 3 này đi đúng không đó các anh kích đúp vào đây cho em này đó ok chưa và các anh chọn cho em macro là gì này và các anh để nhấn để kích hoạt nhé và các anh cho em chỉnh sửa này đầu tiên thì là nó sẽ kích vào cái uh, phần cửa hàng này đúng không đó đầu tiên thì nó sẽ kích vào cửa hàng cửa hàng thì em sẽ để là thời gian là không đi tại vì kích vào cửa hàng thì nó không cần phải đi nơi ấy đó xong mọi người cứ xếp lại cho em nhé rồi tiếp theo mọi người sẽ mở cho em cái này lên này Tiếp theo khi mọi người mở cái cửa hàng lên, mọi người sẽ chọn cho em vào cái ô đồ mọi người cần bán nhá. Ví dụ ở đây em chọn ô đồ cuối đúng không? Đó em sẽ chọn ô này nhé và ở đây nó hiện lên chữ bán này và dấu X này. Ok chưa? Mọi người sẽ mở cho em macro nên là à, mở cho em mắt phím này và chọn cho em cái ô macro các anh vừa chọn nhé ô số 3 này. Xong rồi chỉnh sửa này. Ok khi nó mở xong rồi đúng không? Thì mọi người ấn cho em dấu cộng này nó sẽ ra cái 32 đúng không? Thì đầu tiên nó sẽ chọn vào cái đồ mà mọi người cần bán. Ví dụ mọi người muốn bán ở ô này, ô này hoặc là ô này, những cái ô nào mọi người có thể chọn nhé. Dù em để là ô này đúng không? Nó sẽ kích vào đây này. Rồi tiếp theo khi nó chọn vào đây xong đúng không? Thì nó sẽ bắt đầu bán, ấn vào ô bán này. Ok chưa? khi nó ấn vào ô bán đúng không thì nó sẽ ấn vào ô x bỏ đi này đó mọi người có thể điều chỉnh thời gian sao cho hợp lý nhá đó thời gian chậm nhanh thì nó tùy thuộc vào máy khỏe hay máy yếu ấy. có thể điều chỉnh hai ô này giúp em nhé ở đây em để mặc định nhá ok khi nào nó đã bán xong rồi đúng không thì mọi người lưu lại cho em này đó ok chưa ví dụ ở đây em bán cái ô này chẳng hạn đúng không đó và em soạn cái đồ này trước nhé thì nó sẽ hiện lên cái này đúng không đó khi nó ấn dấu x xong thì bắt đầu nó sẽ mua đồ nhé đó khi nó bán dấu x xong đúng không thì bắt đầu nó sẽ mua đồ này đó, nó sẽ nằm lại cái thao tác hành động của chúng ta nhé Đó, nó bắt đầu từ số 1 này Số 2, số 3, số 4 và số 5 nhé Và mọi người điều chỉnh thời gian sao hợp mình nhé Ở đây em sẽ lưu lại này Rồi ok, xong Ở đây em sẽ test thử lại cho mọi người nhé Xem nó bán như nào Em soạn cái đồ này đúng không Em bán số 3 này mọi người nhé Đó mọi người chưa Rất là nhanh luôn đúng không Ví dụ em soạn cái đồ này đi Đây, bán này đó ok chưa mọi người có thể cài đặt macro uh, Bán đồ hay là những cái thao tác khác Làm sao cho nó hợp lý nhất Và nó kiểu cảm giác nó dễ chơi nhất Với cái tất cả các anh nhé Cái con tay cầm này chơi game liên quân khá là ok mọi người nha Đó nó đỡ kiểu mồ hôi tay mồ hôi tiếc này Và lại hỗ trợ cả macro nữa Rất là ok mọi người nha Rồi cảm ơn cả nhà xin cả nhà bye bye nhé Có gì cả nhà đặt hàng quạt tải nhiệt này Đây là 05 này hỗ trợ nằm mát này mọi người chưa Và cái con joystick này nhé Đặt hàng ủng hộ các hoàng nha Cảm ơn mọi người nhé xin chào mọi người bye bye nhé.